Lesson 13. Bài học 13. My pet. Thú cưng của tôi. I have a black cat called Timmy. Tôi có một con mèo đen tên là Timmy. He has a white patch on his face. Anh ta có một mảng trắng trên mặt. He is a very large cat and eats a lot. Anh ấy là một con mèo rất lớn và ăn rất nhiều. His favorite food is fresh fish. Món ăn yêu thích của anh ấy là cá tươi. He usually gets a tin of cat food. Anh ấy thường nhận được một hộp thức ăn cho mèo. He loves drinking milk. Anh ấy thích uống sữa. His mother is my grandmother's cat. Mẹ anh ấy là con mèo của bà tôi. Her name is Poppy. Tên cô ấy là Poppy. Poppy had kittens about 3 years ago. Poppy có mèo con khoảng 3 năm trước. We got Timmy and my cousin got a kitten, too. Chúng tôi có Timmy và anh họ tôi cũng có một con mèo con. That kitten is now a cat called Susie. Con mèo con đó bây giờ là một con mèo tên là Susie. Timmy sleeps a lot during the day. Timmy ngủ rất nhiều vào ban ngày. At night he likes to go out and catch mice. Ban đêm anh ấy thích ra ngoài bắt chuột. We have a cat flap for him in the kitchen door. Chúng tôi có một cái nắp mèo cho anh ấy ở cửa bếp. He recently got into a fight in our back garden. Gần đây anh ấy đã đánh nhau ở vườn sau nhà chúng tôi. He was fighting with our neighbor's cat called Archie. Anh ta đang đánh nhau với con mèo nhà hàng xóm tên là Archie. Timmy hurt his ear in the fight. Timmy bị thương ở tai trong trận chiến. He had to go to the vet. Anh ấy phải đến gặp bác sĩ thú y. I really love my pet. Tôi thực sự yêu thú cưng của tôi. I wouldn't change him for any other pet. Tôi sẽ không đổi nó lấy bất kỳ con vật cưng nào khác. He's very special. Anh ấy rất đặc biệt.